Xin mừng các bạn đã trở lại với điểm tin công nghệ của HCNO và hôm nay chúng ta sẽ có tin tức sau đây. Samsung Galaxy Z Fold 3 sẽ ra mắt cùng với Galaxy S21 FE và Galaxy Z Flip 3. Samsung Galaxy Z Fold 3 sẽ ra mắt dự kiến sẽ được nâng cấp hoàn thiện hơn về ngoại hình, thiết kế cứng cáp hơn cả về phần mặt lưng lẫn màn hình, giúp tăng thêm độ bền cho sản phẩm. Ngoài ra, hiệu năng của camera sẽ được nâng cấp ấn tượng hơn những gì đã thể hiện trên Galaxy S21 Ultra. Galaxy Z Fold 3 sẽ được hỗ trợ thêm bút S Pen. Có vẻ như khoảng cách giữa dòng Galaxy Note và Galaxy S đã không còn chênh lệch quá nhiều. Chính vì điều này cho nên Samsung đã tạm thời khai tử dòng Galaxy Note trong năm nay và khả năng cao khi Galaxy Note trở lại thì sản phẩm này sẽ hoàn toàn khác biệt. Dự kiến chiếc Samsung Galaxy Z Fold 3 và Z Flip 3 sẽ có mức giá thấp hơn so với phiên bản cũ khi ra mắt. Điều này sẽ giúp cho người dùng dễ tiếp cận hơn với những chiếc điện thoại màn hình gập với những công nghệ hiện đại. Honor Play 5 xác nhận ra mắt ngày 18 tháng 5. Honor Play 5 sẽ được trình làng vào lúc 7:30 tối giờ địa phương vào ngày 18 tháng 5. Poster quảng cáo tiết lộ ngày ra mắt còn cho thấy điện thoại này sẽ sử dụng màn hình notch giọt nước để chứa camera selfie. Ngoài ra, việc cảm biến vân tay của điện thoại này không thấy xuất hiện ở nguồn ở cạnh bên, cho thấy nhiều khả năng nó sẽ được tích hợp bên dưới màn hình. Mặt sau của Honor Play 5 sẽ có cụm camera hình vuông, nơi chứa 4 ống kính camera và đèn flash LED. Về cấu hình, Honor Play 5 dự kiến sẽ được trang bị màn hình OLED có kích thước là 6,53 inch, hỗ trợ độ phân giải là Full HD cộng. Có thân máy dày 7,44mm và nặng 179g. Bên trong, điện thoại sẽ sử dụng chipset Dimensity 800U, có viên pin là 3800mAh, hỗ trợ sạc nhanh là 66W và chạy trên hệ điều hành Android 11 khi xuất xưởng. Cuối cùng, hệ thống camera sau của máy sẽ có camera chính là 64MP, ống kính siêu rộng là 8M và một cặp camera 2M để có thể chụp ảnh macro và đo chiều sâu. VinSmart chính thức dừng sản xuất điện thoại, TV. Theo đó, quyết định của VinFast sẽ dừng phát triển TV và điện thoại di động để chuyển sang phát triển các tính năng thông minh trên phương tiện giao thông và nhà ở. Đây được xem là chiến lược nhằm đưa VinFast trở thành một trong những hãng xe điện thông minh và tiện ích nhất thế giới. Vingroup đã chính thức công bố dừng việc nghiên cứu sản xuất TV và điện thoại di động VinSmart để tập trung nguồn lực phát triển cho ô tô VinFast. Tuy nhiên, các nhà máy của VinSmart sẽ tiếp tục sản xuất điện thoại và TV hiện có cho đến hết vòng đời của sản phẩm cho thị trường. Người dùng sản phẩm VinSmart sẽ được cam kết giữ nguyên chế độ bảo hành, sửa chữa, chăm sóc như đã cam kết cho đến ngày khách hàng không còn sử dụng sản phẩm nữa. Đặc biệt, với các điện thoại VinSmart đã bán ra thị trường, vẫn được hãng tiếp tục phát hành cập nhật phần mềm đến hết vòng đời. Galaxy Tab S7 Lite hỗ trợ sạc nhanh 44W. Samsung Galaxy Tab S7 phiên bản Lite được cho rằng sẽ có tên khác là Tab S7 cộng Lite, dự kiến sẽ ra mắt với 3 biến thể, một Wi-Fi, 4G và 5G. Trong đó, phiên bản 4G mới đây đã đạt chứng nhận 3C, tiết lộ nó sẽ hỗ trợ sạc nhanh 44W. Hiện tại chỉ có 2 biến thể Wi-Fi và LTE hỗ trợ sạc nhanh 44W. Chưa rõ liệu Samsung có hỗ trợ cho phiên bản Galaxy Tab S7 Lite 5G hay không. Và trên đây là những điểm tin công nghệ có trong ngày. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đừng quên nhấn đăng ký kèm theo nút chuông để đón chờ các bản tin tiếp theo nhé.